Chào mừng quý vị đến với bản tin cập nhật hàng ngày của báo điện tử VTC News. Mời quý vị điểm qua những tin tức đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân sẽ thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8. Trưa ngày 15 tháng 8, đại diện Trường Đại học Hà Nội cho biết, ông Tích Trân Quang, tên thật là Vương Tấn Việt, sinh năm 1959, từng học chương trình ngành ngôn ngữ Anh, hệ đào tạo từ xa trong thời gian từ năm 1994 đến năm 2001. Thời gian học ngành ngôn ngữ Anh của ông Vương Tấn Việt kéo dài 6 năm 4 tháng, từ tháng 8 năm 1994 đến tháng 12 năm 2000, hệ đào tạo từ xa bằng tốt nghiệp đại học của ông Việt được cấp vào đầu năm 2001. Như vậy, thời gian đào tạo nằm trong khung thời gian cho phép đối với hệ đào tạo từ xa. Hiện nhà trường không còn lưu hồ sơ tuyển sinh, trong đó có bằng cấp 3 của ông Tích Trân Quang vì theo quy định, thời hạn lưu giữ hồ sơ tuyển sinh là đến khi kết thúc khóa học. Trước nghi vấn ông Tích Trân Quang chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với vụ giáo dục đại học Bộ Giáo dục và Đào tạo ra soát, báo cáo thông tin về hồ sơ quá trình học tập sau khi có thông tin chính thức từ cơ quan quản lý về bằng tốt nghiệp cấp 3 của Thích Trân Quang, nếu có sai phạm, trường sẽ thực hiện thu hồi, hủy bỏ bằng cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện nhà trường chia sẻ. Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15, cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nêu thực tế, gần đây trên không gian mạng xuất hiện nhiều vị tu sĩ thuyết pháp mang tính mê tín dị đoan, che bai nghề nghiệp của người dân và đi ngược lại giáo lý nhà Phật, gây phản cảm bức xúc trong cộng đồng. Việc này diễn ra thường xuyên, kéo dài nhưng chưa có thông tin cơ quan nào làm việc, nhắc nhở hay xử lý. Bên cạnh đó, theo cử tri, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng không lên tiếng hoặc công khai đính chính có hay không việc các tu sĩ thuyết pháp trái với pháp luật nhà nước và giáo lý nhà Phật, từ đó gây tâm lý hoang mang trong người dân và có thể xảy ra xung đột giữa các tôn giáo và các tín đồ. Cử tri đề nghị Bộ Nội vụ có giải pháp quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp trên. Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết đã giao Ban Tôn giáo Chính phủ làm việc với Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đề nghị thẩm tra xác minh làm rõ các trường hợp phát ngôn, thuyết giảng của chức sắc Phật giáo lan truyền trên các trang mạng xã hội không đúng với giáo lý, giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử của dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị xử lý nghiêm đối với chức sắc, chức việc, nhà tu hành Phật giáo vi phạm một trong các nội dung nêu trên. Bộ Nội vụ nêu hai trường hợp đã bị xử lý trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là ông Thích Trân Quang, trụ trì chùa Phật Quang, xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và ông Thích Nguyễn Đức, thuộc tổ đình hộ Pháp, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đáng chú ý thời gian qua, Bộ Nội vụ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với một số bộ ngành có liên quan thành lập ba đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo đối với một số chức sắc, chức việc nhà tu hành tôn giáo trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu và thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả kiểm tra Bộ Nội vụ sẽ báo cáo và đề xuất Thủ tướng. Trong thời gian tới, Bộ Nội vụ sẽ làm việc với lãnh đạo một số tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để tăng cường quản lý chức sắc, chức việc, nhà tu hành, kịp thời có biện pháp chấn chỉnh các hoạt động lệch chuẩn, nhằm đảm bảo đúng quy định hiến trương điều lệ của tổ chức tôn giáo và pháp luật của nhà nước. Bộ Nội vụ cũng chỉ đạo Ban tôn giáo chính phủ thường xuyên nắm bắt thông tin, kiến nghị phản ánh của công dân về hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật, trong đó có những sai phạm trong phát ngôn, thuyết giảng của chức sắc, chức việc, nhà tu hành để kịp thời xác minh xử lý. Ngày 15 tháng 8, lãnh đạo Văn phòng Quản lý Đường bộ Y3, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai khiến hai người bị thương. Khoảng 7 giờ 45 phút cùng ngày, ô tô tải biển kiểm soát 37C15171 chạy theo hướng nội bài Lào Cai đến km 191 510 thì đâm vào lan cầu khe sang rồi lao xuống dưới. Vụ tai nạn khiến lan can cầu và ô tô tải bị hư hỏng. Thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng trên địa bàn đã có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân. Ngày 15 tháng 8, ông Hà Văn Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Tân, huyện Bá Thước, Thanh Hóa cho biết, đêm qua trên địa bàn xảy ra mưa to, nước đổ từ trên núi xuống khiến nhiều rãnh không thoát nước kịp, tràn lên làm nứt toác sụn lúi mặt đường, đoạn chảy qua thôn Hiền. Việc đường nước toác đã khiến cho các phương tiện lưu thông qua đây gặp nhiều khó khăn, tiêm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Ngay sau khi có hiện tượng nứt lún đường, chính quyền địa phương đã cắm biển khu vực nguy hiểm để cảnh báo các phương tiện qua đây. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa xác nhận thông tin trên và cho biết vị trí sạt lở tại km 111 trên quốc lộ 217 kéo dài khoảng 20m. Sở đang chỉ đạo các phòng ban và các đơn vị liên quan kiểm tra, khắc phục hiện tượng trên. Tuy nhiên theo chính quyền địa phương, đoạn đường xảy ra sự cố đang có nguy cơ tiếp tục sụt lún. Hiện nhiều trường đại học trên cả nước đã đưa ra lịch dự kiến công bố điểm chuẩn xét tuyển theo các phương thức năm 2024. Ba trường sớm nhất vào ngày 17 tháng 8 lần lượt là Đại học Bách Khoa Hà Nội, Đại học Ngoại thương và Học viện Ngân hàng. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8, quy trình lọc ảo được thực hiện nhằm xác định nguyện vọng trúng tuyển cao nhất của thí sinh. Sau khi kết thúc lần lọc ảo cuối cùng, các trường sẽ nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt một. Bộ yêu cầu các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn bắt đầu từ 17 giờ ngày 17 tháng 8 và hoàn thành chậm nhất đến ngày 19 tháng 8. Quyền thống đốc Alexey Smirnov cho biết chính quyền khu vực Grus của Nga quyết định sơ tán người dân khỏi quận Gluskov. quận Gluskov tiếp giáp trực tiếp với Ukraine và có dân số khoảng 20.000 người. Quyền thống đốc Alexey Smirnov cho biết cảnh sát và cơ quan nhà nước sẽ điều phối quá trình sơ tán. Ngày 14 tháng 8, cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine tiến sâu vào khu vực Krus từ 1 đến 2 km. Quân đội cũng đã hoàn tất việc giải phóng thị trấn biên giới sát ra của Nga khỏi lực lượng Moscow. Theo nguồn tin từ chiến trường, giao tranh vẫn xảy ra tại hướng tấn công chính của Ukraine ở Krus, dù quân đội Nga kịp đưa lực lượng dự bị đến mặt trận và ngăn chặn đà tiến quân của Kiev. Nếu thấy hay và bổ ích, xin hãy để lại một like, một subscribe cho kênh youtube của báo điện tử VTC News. Nếu có những thông tin hay cần chia sẻ, liên hệ với chúng tôi qua hotline 094 884 8186 hoặc email tòa soạn a-vtcnews.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.